Hôm nay thì em sẽ lên sóng cho anh chị xem một cái mẫu xe cực kỳ đẹp luôn. Chiếc xe này là chiếc xe Hyundai Rita anh chị ha. Và chiếc xe này thì là nhập khẩu. Ngoài ra thì nó cũng là biển số tại Sài Gòn, pháp lý cá nhân, một đời chủ anh chị nha. Và bây giờ em với chị chúng ta sẽ cùng nhau đi xung quanh một vòng chiếc xe Hyundai Creta này sản xuất 2022 để mà đánh giá xem là tình trạng xe nó còn được như thế nào nha. Qua tình trạng tổng thể thì chị cũng có thấy chiếc xe này được trang bị một tông màu khá là lực hơn chị ha. Đây là tông màu đỏ và cái màu này cũng khá là đẹp và mang lại rất là nhiều may mắn cho chị luôn. Ngoài ra thì chị cũng có thể xem này, phần đèn pha nè rất là trong, cực kỳ trong và rất là đẹp luôn đó. Xe này thì đèn pha chúng ta là có đèn pha led luôn nè anh chị. Và bây giờ em sẽ coi cái lớp sơn, cái lớp cho anh chị xem ha. Lớp xe đây anh chị có thể thấy là vỏ lớp này là tuần thứ 30 của năm 2022 năm lớp là nguyên xuyên theo xe luôn cả nhà. Và lớp xe cũng còn rất là dày đây, anh chị có thể xem luôn cả phần tầm vẻ phía bên trong nè đó. Nó không có bị hoen rỉ cũng như là không bị va chạm hết nha. Tất cả các cái lỗ cùng xung lập đây anh chị có thấy nè. Phía bên ngoài xe này thì đã được trang bị một cái tay che mưa cũng như là tay điều khiển của chúng ta là có phần chìa khóa thông minh smart key chống trộm nè anh chị. Đó, gương thì là có gương gập tự động và gương trên điện luôn anh chị ha. Đây, tất cả các keo chị chỉ có xem nguyên xin nguyên bản cả nha cả nhà nha, không bị mất bất kỳ một phần nào. Và xe bên em thì sẽ đảm bảo cho anh chị rằng là xe nguyên zin, tình trạng không có bị tướng đụng hay là đâm vai hết nha cả nhà nha. Đó, tất cả ốc ác ở chốt khóa cửa cũng chưa mở nè. Phần tắp ly này của chúng ta thì cũng đã được bọc da khá là mịn. Và loa của chúng ta cũng đã được trang bị loa bâu luôn nè anh chị. Cửa thì mình có một cái cực tính lên xuống auto một chạm. Và ngoài ra thì có gập gương chỉnh gương tự động luôn ha. Đó, đây anh chị có thể xem nè, phần ốc bên trong là tình trạng là rất là tốt. Nguyên bản cả một con xe 2022 đến nay thì sẽ có rất là nhiều câu hỏi đặt ra. Thứ nhất là vì sao mà 2022 đến nay là chủ mới đi trong vòng 2 năm mà đã bán xe. Thì xin thưa, khi mà chủ đi xe họp, chủ muốn lên đời xe là chuyện bình thường anh chị nha. Đó, xe của chúng ta là có ghế da, có các cái lỗ thông hơi luôn. Ngoài ra phần gối nè, có cả gối từ đầu cho chị luôn, có gối từ đầu cho chị luôn nè. Cái điều đặc biệt nữa đó chính là xe này thì có giải sàn toàn thân xe, có phần ốc bước chân luôn. Còn ngoài ra thì chị có thể xem nữa ha, ốc điều chỉnh ghế nè, không bị hoen rỉ hoặc là rỉ sét cho tình trạng nước nha. Chị có thể xem đây, đây là phần lý phía bên trong thì không có bị tình trạng nước. Gần đây thì mùa này thì là mùa mưa nên là rất là nhiều xe nước, cho nên là phần nước là chị thích phải kỹ một chút nha. Tất cả cái mạch điện và các con ốc cục của lan đồ nè còn khá là sáng luôn. Ngoài ra thì chị cũng mới thấy xe chúng ta vô lăng thì có tích hợp được các cái nút bấm điều khiển cái màn hình Android phía bên kia ha. Nút bấm này thì chúng ta có tạm thời đánh tay nè, tăng giảm âm lượng, lấy chuyển bài, lấy chuyển gọi là lấy chuyển cổng anh chị. Đó, và có các cái như là cruise control hoặc là các cái khác ha. Đó, cảnh báo lệch làn đường nè. Xe này thì được trang bị rất là nhiều option tốt luôn. Ngoài ra thì chị có thể thấy dán phim cách nhiệt hỏi tốt toàn thân xe luôn nè. Trần 5D, một trần 5D luôn. Và xe đây có một cái màn hình Android khá là to ha. Màn hình này thì của chúng ta có được hợp với lại cam hành trình, có cả cam lùi luôn nè chị. Đó, tổng thì là có sạc không dây cho cái nhà mình. Ngoài ra thì là có phanh tay điện tử nè, phanh tay điện tử, sạc không dây, cũng USB, cũng sạc 12V, 180W, đầy đủ các cái tính năng tiện nghi luôn. Đây anh chị có thể xem và thấy được cái hàng ghế phía sau thì khá là chất lượng và cũng cực kỳ là rộng rãi. Xe này thì đây anh chị có thể thấy hàng ghế phía sau đây rất là mới luôn. Đây là phần đuôi của chiếc Hyundai Creta đây anh chị. Một cái đuôi xe được thiết kế nó là nhìn cũng khá là trẻ trung. Đó, với hai cái phần đèn hậu đây anh chị có thể thấy nó có trang bị led trong đó luôn. Thì đối với lại những cái mẫu xe này thì em thấy là thiết kế được trang bị thiết kế là khá là đẹp ha. Đó, nó không giống như những cái mẫu xe Toyota. Mẫu xe Toyota thì hơi cổ điển một xíu. Ở xe này thì mình có cả cái khe hành lý đó nè anh chị. Đó, khe hành lý. Đây, đây là lớp sơ cua đây, hay còn gọi là lớp dự phòng đó anh chị.
lốp này thì đã hạ rồi, tuy nhiên thì chị có thấy tình trạng lốp và sắc xì ở phía bên trong nè cũng còn rất là tốt luôn. Thì xem tóc của đua xe, được kêu chỉ là còn xuyên nguyên bản cả, không bị mất bất kỳ một phần nào luôn nha cả nhà mình. Ở sau xe này thì cũng đã được trang bị cái phần camera lùi và có cả phần cảm biến gear này thì camera lùi này thì tích hợp với lại cái màn hình Android ở phía bên trên thì như anh chị cũng đã biết rồi ha. Bây giờ mình sẽ cúi xuống cái gầm xe cho anh chị xem. Đây là cái gầm của chiếc Hyundai Creta. Bây giờ em quay cho anh chị xem. Cái gầm thì khá là thật xe của chúng ta. Đây em đã mở cái nắp capo cho chị xem. Thì thường nắp capo thì em sẽ quay cho chị xem là ốc ở nắp capo nè, lỗ cực lực, keo chỉ và tất cả những cái đinh bấm của nhà máy đây ha. Nắp capo của xe bên em thì chắc chắn điều anh chị rằng là sẽ bao cho anh chị tất hãng, bởi vì là bên em có giấy xác nhận chất lượng xe cho nhà mình là xe tình trạng là không năm pha, không ngập nước, không sửa chữa, không cơ hộp số nha. Giấy tờ pháp lý thì đầy đủ điều kiện cho anh chị luôn. Đó, chị có thấy đây, khung sườn, khung gầm thì khá là đẹp và chắc chắn, keo chỉ nhà máy đầy đủ, ốc 7 màu, cũng chưa có dấu hiệu bị tháo mở. Nói chung là con xe này thì không có điểm trừ. Đó. Điểm trừ thì thật sự ra là phải nói rằng là khi mà những anh chị nào mà so sánh dòng này với dòng kia thì nó sẽ có những cái ưu điểm và nhược điểm riêng. Cái đó thì điều đó là cho những cái chuyên gia phân tích. Còn em thì chắc là em sẽ quay cho chị xem về cái tình trạng cũng như chất lượng xe thôi ha. Đây là khóa nắp capo nè, chị có thấy. Một con xe 2022 đến nay thì chắc chắn một điều với anh chị rằng là xe khá là mới và tình trạng cũng còn rất là tốt. Xe này thì là anh chị có thấy đây ha. Đó. Xe thì đi 4 bạn nè, biển số Sài Gòn. Và hồi nãy em có nói với chị là pháp lý cá nhân, nhưng mà thật sự ra xe này pháp lý công ty nha cả nhà nha. Cơ 1.5. Con này là phiên bản cao cấp nhất luôn anh chị, phiên bản cao cấp nhất luôn. Và hiện tại thì bên em đang chào bán con xe này với mức giá 655 triệu nha anh chị nha. 655 triệu trong một chiếc Hyundai Creta 2022 nhập khẩu. Và nếu như mà anh chị nào mà liên hệ với em thì chắc chắn là sẽ còn bất lọc lá rất là nhiều cho cả nhà mình luôn. Đó, anh chị có thể xem chiếc xe này được lên cũng khá là nhiều option, khá là đẹp. Và xe của bên em thì có hỗ trợ vay ngân hàng. Ngoài ra thì bên em sẽ nhận trao đổi cũng như là thu mua lại các cái dòng xe của anh chị đã qua sử dụng để mà anh chị có thể lên đời xe hoặc là đổi từ dòng này sang dòng khác nha. Rồi thì chắc là video của em xin tới đây thôi. Rất là vui vì chị xem cuối video. Xin chào và hẹn gặp lại chị trong những video lần sau ạ. Bye bye.